Chương trình huấn luyện rất là hay. Họ qua cái huấn luyện 5 năm thì họ mới có quyền được được họ thọ cụ túc giới. Whereas over here in the US, we never have to go through 5 years, otherwise the Americans would quit. Xứ Mỹ nếu mà quý vị bác ở 5 năm thì chắc họ bỏ cuộc hết. Okay. So you can tell the Koreans are very, very tough. Người đã hàng họ chịu khó dễ sợ lắm. So you see, and then she went through the training to speak Dharma, right? Your specialty, that particular training center is to speak the Dharma, yes? Sutras? No? Sutras. Yeah. So because she's received a PhD in statistics from U of North Carolina in the US. She go đi theo học về cái ra bằng tiến sĩ về statistics or statistics in Vietnamese, thống kê học, thống kê học, it's been a while, thống kê học trường đại học North Carolina, and so you can tell she's an intellectual. Sư cô này là dân trí thức. That's why, not surprisingly, she went after to learn the sutras. Then cô đi học về, yes. Yeah, but so so she's more she's interested in learning more about our Chan the Chan techniques, Chan school, Chan training programs, and she go to đây để học hỏi hơn về cái phương pháp thiền quy ngưỡng chúng ta. Actually, in all honesty, we are probably the few remaining places in the world right now that emphasizes that has wei yang training chan training thì ra cái chùa chúng ta là một cái chỗ còn lại duy nhất trên thế gian này mà cái dòng quy ngưỡng còn có tu thiền duy ngưỡng. Because for the newcomers here, the wei yang is probably one of the most advanced chan schools in the Chinese tradition. Tại vì cái dòng quy ngưỡng là một cái dòng mà tu thiền rất là gắt gao nhất trong cái truyền thống người Tàu. In fact, it is so advanced that it became extinct for many, many years, many generations. Thiệt sự nó khó quá, thành ra nó bị thất truyền. A Chan lineage becomes extinct because it cannot find students good enough to be trained. Cái dòng quy ngưỡng, cái dòng thiền nó bị mất á, thất truyền là tại vì không đủ cái căn cơ người học trò không đủ để mà lãnh thụ được, lãnh thọ được cái phương pháp đó. And therefore the master says no, I can't certify you. You cannot carry on this lineage. And ông sư mới nói là như vậy, ông quý vị các con không đủ sức để truyền. So what happened is in China, the Wei Yang lineage was integrated into the lineage. And sau này trong cái truyền thống người Tàu đó, thì cái dòng tuy ngưỡng mới được thu thập vào cái dòng lâm tế. So that's why in China and throughout the world, the lineage is much more prevalent. Wei Yang actually disappeared, discontinued for many, many years. And then cái dòng lâm tế là nó họ thịnh hành hơn. And then later, thanks to Master Xu Yun, sau này nhờ cái ngài Hư Vân, so it was discontinued. There was no more Wei Yang schools in China until Master Xu Yun came along. Rồi sau này, bên Tàu lúc trước đó, là không còn cái dòng quy ngưỡng, không còn nữa. Rồi sau này tới cái thời ngài Hư Vân đó, Master Xu Yun is the predecessor of my teacher right here, Master Xu Yun Hua. Ngài Hư Vân là ngài thiền sư mà trước cái đời ngài Vắng Tuyên Hóa. And he was certified as a Wei Yang Chan Master. Thì ngài Hư Vân mới được xác nhận là một cái vị thiền sư của dòng quy ngưỡng. And then he's certified, actually he's master of all 5 schools of Chan meditation in China.
Thì ra Ngài Huy Vân rất nổi tiếng. That's why he's very famous throughout the world. Thì Ngài nổi tiếng là tại vì Ngài là tổ sư, được xác nhận là tổ sư năm cái dòng thiền tông của người Tàu luôn. And then when my master, my Chinese master came along, khi tới cái phiên Ngài Tiếng Hóa đó, tới đó viếng thăm Ngài Huy Vân đó, để được được cầu chứng nhận đó. And so he certified my master as a Wei Yang Chan master only. He never certified him as the Chan master of all the five schools. Thành cử chịu một cái cười khôi hài lắm, mà tại vì Ngài Hư Vân mới xác nhận Ngài Tiếng Hóa đó là tổ sư cái dòng khuyên ngữ, mà không nói là những cái dòng lâm tế hay là dòng khác. Okay, so that's why the Wei Yang lineage, Chan lineage come back to life since the time of Master Xu Yun. Thành ra cái dòng quy ngưỡng này nó đã được hoàn phục lại từ cái thời Ngài Hư Vân tới bây giờ. And so Master Xu Yun also certified a few more students also became also were certified as Wei Yang Chan masters as well. Xin lỗi, có những cái người đệ tử Ngài Hư Vân đời Ngài Hư Vân đó được xác nhận làm cái tổ sư dòng quy ngưỡng, just like my master YongHua. I met another a few more of Master Xu Yun's disciples, and thầy cũng gặp nhiều cái người đệ tử của Ngài Hư Vân in a Wei Yang Chan masters, cái dòng cũng là trong cái dòng quy ngưỡng đó luôn. And I realized my Chan master, my Master YongHua, is actually much higher than them. Thực ra Ngài Tiếng Hóa là trình độ cao hơn của người đệ tử Ngài Hư Vân. Actually, my master actually high in Master Xu Yun's level. So Ngài Tiếng Hóa thì ra trình độ cao hơn Ngài Hư Vân. So the point is that in our tradition, that Wei Yang lineage, we have a clear hierarchy, and we have a very very advanced training program for chan meditation. And nó tóm lại đó, cho quý vị biết đó, dòng khi ngưỡng của chúng ta đó là có cái truyền thống rất là sâu xa, và trình độ cái phương pháp huấn luyện rất là cao. In fact, as far as Mahayana is concerned, Buddhism is concerned, chan meditation is the most important form of training in our primary lineage of Mahayana. Thực ra thầy để ý cái dòng chánh pháp của mình my master is a orthodox patriarch in that lineage as well. Ngài Tiếng Hóa là một cái vị tổ sư cái dòng chánh pháp của mình. And they depend on chan meditation. Every single generation, they all depend on chan meditation to train the next generation. Thế nên mỗi cái thời bên cái dòng chánh pháp mình đều dùng cái phương pháp thiền tông để mà huấn luyện cái đời sau. Why is that? Because in my humble opinion, in my very limited knowledge, is probably the fastest way to train train people. Thầy để ý cái thiền tông là một cái phương pháp mà huấn luyện người mà lẹ nhất. Okay. All the other schools, whether it's a tantra like the Tibetans or Pure Land like in China right now, and or even sutras and Vinaya and so forth, for them to train their disciples, their students, they don't have the accuracy or the speed or the vast repertoires of techniques in the Chan schools. That's in the Chan schools. Thành ra để ý thầy thấy những cái truyền thống khác đó, họ không thể nào có những cái phương pháp đầy đủ mà vô lượng vô biên như bên thiền tông của mình. In fact, for your reference, Chan meditation is Mahayana meditation, which is a lot more extensive, a lot more advanced than the Hinayana or Theravada Chan meditation methodologies. Nói chung là có những người từ thiền tông bên Nguyên Thủy tới, thầy nói cho họ biết trong cái kinh nghiệm thầy thấy
phương pháp thiền tông đại thừa mình nó nhiều hơn nhiều mà nó có nhiều cái hiệu quả hơn tiểu thừa mình rất là nhiều. Okay, so that's why Venerable Sangha, being an intellectual, very knowledgeable about sutras, she seems here to want to learn more about chan meditation. Yes. Yeah. And cô đại hàng là tới đây để mà xin học thêm về cái thiền tông đại thừa mình một tí. Okay, so we welcome her, please. Let's give her. Okay. Mm. We're glad she here. We're glad she here. So I don't know much, and you probably came to the wrong temple to try to learn chan meditation, because my experience is very, very limited. I'm not even a certified chan master. I'm just started teaching chan meditation because my teacher told me to go teach. That's all. He said nothing else. So he said, go teach. You should teach. And that's it. And that's how he's always treated me. Thầy nói trước thì sư cô biết, nói trước sư cô biết đừng hy vọng quá cao, quá xa vời. Tại vì thầy chỉ là dạy thiền, tại vì sư phụ thầy biểu thầy đi dạy chứ không có nói gì hơn hết đó. And he didn't even teach me how to teach. Ngài bắt thầy đi dạy, không có dạy thầy cách dạy đó. So I had to figure it out for the last 15 years. Trial and error as you will. 15 năm vừa qua thầy dạy thiền là dạy để mà thử trật chỗ nào trật thì lần sau mình đừng làm nữa thôi. Okay. All right. Yes. Ah, thank you for reminding it. As long as we are along in doing announcements, next week we have a special room for noisy boys who like to play balls. we're moving next week, hopefully, to the new church. It's still not ready yet. That's why we're still way behind schedule. Cái nhà thờ mới sửa chưa xong, nhưng để chúng tôi phải bắt đầu dọn qua, because we only have like another week left before we do the maybe two more weeks before we do the we start our summer cheese. Tại vì còn khoảng dưới 2 tuần nữa là bắt đầu qua bên kia bắt đầu làm cái thiền thất với Phật thất rồi. But we should have be able to be functional by then. Tôi hy vọng là bắt đầu hoạt động được. So next weekend we'll be moving our operations over there. Bắt tuần sau xin mời quý vị tới bên kia. So please, I hope you do come. If you ever decide to come back next weekend, don't show up here. We'll be locked. Don't think we are shut down forever. Thì nếu tới đây tuần sau quý vị ai lại lỡ dài mà tới đây mà thấy của chùa đóng cửa thì đừng hoảng mà nói là chúng tôi là bỏ chạy hết rồi. Huh? Please move over there. It's only 5 minutes away. Cách đây có 5 phút rồi. Mời quý vị qua bên kia. We have 2 rooms that's big enough to handle the beginner's meditation, introduction meditation, and children's meditation. Turns out that children are a lot more than beginners. Lớp phần nít có nhiều đứa. So we do have 2 rooms, right? The conference room and the other room, okay? Or we can use a parlor, which is ready already, okay? So we have enough for to accommodate you. And then we should have the main hall ready by next weekend as well, okay? So we should be able to go over there next weekend, okay? Thành mời quý vị tới qua bên kia, chúng tôi chắc là chuẩn bị đủ chỗ để mà làm cái lớp thiền, bắt đầu hoạt động bên kia, okay? Just to give us, we don't have any real statues yet, so maybe we put up some drawings or something. Maybe the children can start drawing Buddha images, how's that? Huh? Nó có thể bị cái lớp thiền chắc bắt mấy em bé vẽ hình Phật với Bồ Tát, okay? Can we do that? Okay, there you go. Okay, new project for them. You always come up with something to keep the children busy and out of trouble. Yeah, and I would like to welcome Samuel here. He is first time in the temple because of the school project. Uh-huh. And he needs to try something that he has never done before, and he chose meditation and he quit our temple. And he can sit in full lotus. Full lotus, very comfortable. This is only like the second or the third time that he tried. Mm-hmm. And he can comfortably sit for
Wow. Okay, very good. Welcome. I hope you don't hurt yourself sitting cross-legged like that. Có người em bé từ trường tiểu học trung học tới đây làm cái việc muốn học bên đi học thiền và biên mấy cái bài tường trình về cái đó. And also I'd like to welcome a new member, a new visitor as well. The lady back there, way back there, is the better half of our regular here. Okay, so welcome as well. Okay, thank you. Yeah, and another new one here. I heard he shakes or what? He's the shaker? The shaker is in the back. The shaker is in the back. Oh, yeah, yeah. This one. Welcome. Then right next to you, one person away from you is another shaker. We are a lot of, we have a lot of crazy people, shakers. You haven't met our real shakers. They shake so much that we need to hide them away from public eyes because we don't want people to think we're all crazy. Yeah. Mấy ông này có người lắc quá trời thành ra tới đây thử. Okay. All right. So we need to come up with things. We are starting a new program for children, as you may have guessed already. We still don't know what we're doing, so we still try and figure it out. Hopefully, in the next 15 years, we figure it out. Đang học và đang dạy lớp trẻ thành ra cũng chưa biết gì nhiều. And then of course our Rem here, he'll do maybe he'll begin to do another project, children meditation, huh? He's our video producer. Uh-huh. Yes. He's doing a lot of videos. And that's why you don't see him at all. Too many videos. I'm so happy to see children coming to our temple. Thầy rất mừng khi thấy học trò học con nít tới chùa mình. We don't have much to offer, nhưng thôi không có gì nhiều, biết nhiều. But we're trying to share with them, instill them the proper thinking, proper values, the proper attitude. Thành ra cái quan trọng mấy em bé tới là chúng tôi cố gắng để cho nó có cái sự hiểu biết đúng, cái thái độ đúng và cái tri kiến đúng. Because I remember personally when I was growing up, I didn't have the guidance that my late Chinese master gave me when I was much older. Lúc thầy sinh trưởng lên đó, đến Việt Nam đó, không có được cha mẹ hướng dạy như vậy. In Vietnam, I was grew up in a wartime, a Vietnam wartime, and so our parents was busy either trying to survive in the armed forces, or my mother is trying to make ends meet, make money to support the family. Thời đó ba ông bố của thầy là làm lính, thành ra phải đi lính. As a soldier, my father was we sent all over the country, wherever. Okay, he was an officer in the armed forces, so he had to go wherever he's stationed. Thành ra ở trước ông thân của thầy đó là làm lính, làm quan, làm tá, thành ra người ta gửi đi đâu phải đi đó. And so we stayed. He's by himself, and so my mother was taking the family. Đó mẹ thầy thì ở nhà lo cho con. And on a soldier salary, they didn't make much. Hồi xưa lính đâu có tiền đâu. So my mother had to go into business to make more money to support the family. Thì lúc đó mẹ thầy làm tiền nhiều hơn ông bố của thầy. Okay. So we didn't have the guidance from our parents because they both too busy
trying to move to make ends meet. Thành ra cha mẹ thầy hồi đó không có thời giờ mà dạy con cái, chỉ lo để làm lụng thôi. And it's not that much different nowadays, is it? The parents also here are very busy earning a living. Bên này xứ Mỹ thiệt ra không khác gì nhiều. Cha mẹ bỏ nhiều thời giờ để đi làm lụng ra tiền. Especially, it's not uncommon in this country to have two wage earning families. Thường thường ở đây cha mẹ phải đi làm việc luôn nữa. But what's remarkable is that the parents here spend more, devote more time, they pay more, a lot more attention on educating their children and providing a proper guidance to their children. Cái xứ Mỹ đã đặc biệt cái chỗ là thời đại này đó, người ta chú trọng về cái hướng dẫn giáo dục con cái mình nhiều hơn. So it's a great thing to see. And so we'd like to contribute a little bit, help them a little bit by providing this children meditation class. Thành ra chúng tôi cố ý mà bỏ thời giờ, bỏ để tạo tạo cái lớp thiền này. Because we feel it's very good for the children. Chúng tôi nghĩ cái đó rất tốt cho em bé. I've seen people go through high schools and typically you learn about things that still are not adequate for you to have a balanced lifestyle. Cái giáo dục của mình bây giờ đó có chú trọng về cái kiến thức nhiều hơn là về cái hiểu biết một cuộc sống mà nó có lành mạnh. Typically, the educational system here stresses too much on knowledge and professional skills. Don't stress enough about value systems and human values. Okay. Thì thầy thấy cái chế độ giáo dục của mình nó thiếu, cái thế giới này nó thiếu về cái sự linh thiêng, thiếu về cái sự đạo đức. In particular, it's lacking about virtues, instilling virtues in children. My late teacher, Master YongHua, had a high school up north in the city, 10,000 Buddhas. My competition up there. It's no competition. They're huge. We are like a puny temple. But they have instilling goodness and virtue high school up there. That's the clue from my late Chinese master. He's a very, very high level sage that appear in our world to help us out. Thành lúc ngài tiến hóa, ngài thành lập cái lớp cái trường trung học trên kia này gọi là instilling, what's instilling in Vietnamese, to impart, to give, to cái trường đó giáo gọi là instill. Look up in the Chinese Vietnamese dictionary, instilling là dạy cho con cháu mình về cái thiện và cái đức. Okay, so they teach about goodness, they teach about virtues. Okay, and that's exactly what's lacking in our educational system. Thành ra cái trường trung học đó của ngài Thiên Hóa người thiết lập ra đó, cho chúng ta rõ ràng ngài thấy rằng cái giáo dục của mình nó rất là thiếu về cái thiện, dạy về cái thiện và dạy về cái đạo đức của con người. Okay, if we spend our life pursuing material things and doing a lot of things to pursue happiness, to acquire things to achieve happiness. Là chúng ta nếu mà bỏ cái tâm huyết ra để mà cầu cái hạnh phúc đó. Okay. You find out as a lot of people, I personally found out, as a lot of people before us also found out, material things would not make us happy. Tại vì
như các cá nhân thầy cũng giống như biết bao nhiêu người khác là lớn thù hơn thầy đã khám phá như vậy, cái vật chất đó nó không đủ để đem hạnh phúc cho quý vị. Yes, we need material things to sustain our livelihood. Yeah. Cần cái đồ vật chất ngoại vật để mà sinh sống, a comfortable livelihood. But happiness cannot depend totally on material things. Cái hạnh phúc nó không lệ thuộc vào cái ngoại vật, ngoài cái tiền bạc. In our country, in the US of A, we're very blessed, we have abundance. It is a country of abundance. Cái xứ Mỹ là cái xứ rất là đặc biệt, là mình giàu lắm. Mình có gì mình cũng thừa thải rất là nhiều. For all of us who are able to make it to this country, it's a country of abundance. We're not lacking anything. Okay, we can become as rich as we're willing to work. Xứ này nó là xứ của cái sự phong lưu, không có thiếu một cái gì hết. Ngài Tiếng Hóa, Ngài nói, người có phước lắm mới qua được cái xứ này. Okay. Thiệt sự, hàng phước, đại phước mới qua được cái xứ Mỹ này. Okay. But you look at the majority of the residents here. Are they happy? Not necessarily. Okay. It turns out, what is it? Index of happiness. They claim that in Scandinavia, they're happier than we are. Yes? Thì người ta nói về nó mình cái hạnh phúc, cái vật chất mình thừa, ở đây không có thiếu gì hết. Nhưng điều mà có hạnh phúc là không. Chứng minh quý vị thấy là ở đây đâu có hạnh phúc đâu. Mình còn thua mấy cái tiểu bác, mấy cái nước nhỏ bên Âu Châu nữa. So you see, the other countries, they are much happier than us because they are less stressed out than we are. Họ bên kia họ hạnh phúc hơn chúng ta, tại vì bên kia họ ít cái căng thẳng tinh thần như bên này. They are very stressed out, but they're much less stressed out than we are. Họ ít cái căng thẳng tinh thần hơn chúng ta nhiều. It's funny, disciple of ours, a soon-to-be disciple of ours, right now he's disciple of the competition, so I can't call him disciple yet. Có mấy người sắp làm đệ tử của chùa mình nói, he's from Norway, okay? Ông qua bên, now he, huh? Denmark? He's from Denmark. Denmark? Oh, even better than Norway. Norway, Denmark, all that's similar, very similar. So anyway, so he's, he's Denmark, from Denmark. And he says, very interesting, he says, when I came here, it was shocking to me. Look, he was an engineer over there. He came over here and also became continue his profession as well here. Maybe because his wife asked him to come here. from Europe, he came here and he says people here are so crazy. Nó qua đây nó lạ lắm. Ở đây người ta đây làm người ta điên rồ sao? We work our butts off. We never hesitate to put in overtime because you know we get paid overtime everything. Nói ở xứ này mình thích làm quá giờ, làm overtime. Tại được trả lương cao hơn. He says, in Europe, they don't do that. Bên nói bên Âu Châu, người ta không có làm overtime. You know why not? They said, I work the allotted hours. Chỉ làm đủ giờ thôi. And when there's more work to be done, they said, we leave it for the next person. Right, thay vì làm overtime, you see what I mean, people? Look at her, you know, she's taking already, listening to the Dharma. She's not crazy. Not yet. Don't worry, that's normal. Shaking is a very good thing. Okay? Yeah. Okay. Might be a little bit crazy, but... But don't be afraid. It's a good thing.
Shaking is very, very good thing when you meditate. I don't mind saying that because I was shaking to myself for a long, long time. And my elder Dharma, elder monks, and my master, I asked them. They couldn't tell me. They couldn't tell me what's wrong with me. 20 years later, I realized nothing wrong with me. It's a pretty good thing. Chứ thầy cũng lắc những cái cô đó mà hỏi hỏi với sư huynh là ngài trả lời ngài giúp được hết. Sau thầy mới hiểu cái lắc nó rất là tốt. All right, so it's a good thing. Don't worry about it. Đừng có sợ. Okay. If they bother you, just hit them in the head. Calm them down. Nếu mà nó quý vị mà khó chịu cứ tát nó một cái. You see? You see? Anyway, so where was I again? Denmark. Oh, thank you. Thanks. Someone's listening to me. Thank you, as always. Denmark. And he says, so they said, no, we don't work overtime because we want to leave work for the next person. That's the attitude. Thành ra, họ nói, cái ông kia nói, kỹ sư này nói, bên kia chúng tôi không làm cái overtime tại muốn để công việc cho cái người sau. Okay? Over here, we work overtime so that we can make more money. Xứ mình, đó, mình làm overtime để mình làm nhiều tiền hơn. Bên kia, over there, they don't work overtime on purpose so that they have work for the next person. That's why they're not as stressed out as we are. Think about it. So, they have the proper views. Think about it. Nên quý vị thấy bên kia người ta không làm overtime, tại tôi muốn để nhường công việc cho cái người sau. Vì bởi vậy họ bớt căng thẳng tinh thần. Thành cái căng thẳng tinh thần á, nó có liên quan tới cái kiến thức của quý vị, cái tri kiến của quý vị. Isn't that interesting? So we may have a lot of things, but we out of balance. Our lives is out of balance. Thành ra cái xứ mình á, là mình có nhiều vật chất nhưng điều mình thiếu cái thăng bằng. And you know, I keep on stressing this, okay? Chan meditation is one of the best way for you to restore balance when you out of balance. Bonan. Okay. Cái thiền của chùa chúng ta đó, cái phương pháp thiền của chúng ta đó là cái phương pháp mà để hồi phục lại cái sự thăng bằng trong cuộc đời nó lẻ nhất mà không có cái nào bằng hết. We had students from yoga. One of my early students practiced yoga for 5 years. Một cái người học trò thầy lúc trước đầu tiên á học yoga, tu yoga 5 năm, okay? Because he was so stressed out. He's an engineering manager. Ông đó là ông làm cái gì đó, ông làm quản lý kỹ sư gì đó, bị căng thẳng quá. And he tried everything. He tried a lot of things. He settled on yoga so he practiced yoga for 5 years because he said without yoga he couldn't handle it. Nói là ông kiếm đủ cách để mà bớt căng thẳng tinh thần, nhưng đều không có gì có hiệu nghiệm bằng cái yoga. Tận tu yoga 5 năm trời, okay, religiously for yoga, he practiced yoga. And then he tried meditation because, you know, he's very open-minded. He would try something new just for the heck of it. Rồi ông thử cái thiền, tại người ta giới thiệu tới thử thiền chơi nhỉ. And then, so he asked me in the first month, he said, you know, it's kind of interesting. You're a lot more demanding than yoga. Ông vào ông nói là cái tháng đầu ông nói là cái thiền của thầy có nó khó hơn yoga tôi nhiều, much harder than yoga. So it's challenging to me. Thì ông nói là tại vì khó, ông thấy ông bị thử thách, ông thích cái thử thách khó khăn như vậy. But he says, but I want to stick to yoga because it works for me. Nói là như là tôi muốn làm yoga là chính tại vì nó có hiệu quả cho tôi. And I said, oh yeah, absolutely. You can practice yoga, you practice meditation, it's no problem at all. If whatever works for you, you should stick to it. Thầy thầy khuyên nó, ông sao, ông nên làm yoga đi, không sao hết đó. Tại vì mà yoga có hiệu quả cho ông là tốt, nên tôi tiếp tục yoga. But I will tell you this. If you follow our training program, after, you know, if you practice yoga every day and you practice meditation the way I teach you every day, it won't be long before you give up yoga, because it will work much better than yoga.
Thầy mới nói là nếu như ông sẵn sàng tu yoga mỗi ngày như vậy, mà ông theo ông bỏ thì giờ ra ông tu thiền như tôi dạy quý vị, thì không bao lâu ông sẽ bỏ cái yoga, tại vì cái thiền này hiệu quả hơn yoga nhiều. And sure enough, within like 2-3 months, he gave up yoga. He said, "Nah, yoga is too easy. It doesn't do anything for me." Yeah. Ông nổi trong vài tháng ông bỏ yoga, nó tại sao? Yoga dễ quá, mà thiệt ra nó có hiệu quả gì đâu cho tôi nữa. Okay, all right. So it is one of the more powerful methods to restore balance, to reduce stress in your life. Okay, thành ra đây yoga là một cái thiền là một cái phương pháp mà rất hữu hiệu để mà bớt cái căng thẳng tinh thần quý vị. Okay, and it also improves your health, và nó giúp quý vị tăng trưởng sức khỏe của quý vị. Okay. All right. A lot of people illness got better through meditation a lot quicker. Những cái người mà người ta có bệnh hoạn, người ta thiền, người ta bớt bệnh rất rất là nhiều, rất là lẹ hơn. All right. So that's why we keep on sharing. What does it mean for this, our children, for your children? Có nghĩa cho con cái quý vị. When they learn meditation, okay, họ thường được like this in this class here, được dạy như vậy, được dạy thiền với em bé ra sao, được dạy như vậy đó. Okay, their health will improve, sức khỏe thì nó khỏe hơn, meaning that they have fewer health issues, nó sẽ bớt những cái bệnh hoạn hơn. Okay, and that's just a physical part of it, đó chỉ là cái phần cơ thể thôi. But as I said, and what's more important to us, what's more of interest to us, is to share with them, show them the proper views, the proper values, okay, about virtues, about goodness. Quan trọng nhất á, with that, you see? I don't think he knows what he's doing. He just imitates us, that's all. Cái quan trọng hơn nữa là cho em bé nó thấy, hay là nó thấy được cái gương mẫu. Education is more, the best form of education is not the schools. Cái giáo dục không phải là cái trường. Okay? You know, because, for example, what school can did Einstein graduate from? Probably not the best schools in the world, and yet he became one of the best scientists. Okay, chẳng hạn như những người khoa học gia mà nổi tiếng nhất, thành công nhất, đâu phải là nhờ cái trường không? Tại họ có cái khả năng như vậy rồi. They have the ability already. Okay, now, what we can do is the best way to teach children is to provide a good role model for them. That I personally never had. My mother, my father never taught me about goodness, never taught me about virtues. And that's why my entire life as an adult, I was very unhappy, because no matter how much I have, power, money, education, I was still very unhappy. Tại cái cá nhân thầy như vậy đó, mặc dù có sự thành công, có cái quyền lực, có cái tiếng tăm, có tiền bạc, có những cái đồ vật chất đầy đủ, nhưng đều vẫn thiếu cái hạnh phúc như thường. Tại sao vậy? Tại vì chưa hiểu làm sao có hạnh phúc. Hạnh phúc nó dựa trên cái tốt thiện và cái đạo đức. So happiness, the basis of happiness, the foundation of happiness is goodness and virtue. Believe it or not. Okay. Tại cái căn bản, cái nền tảng của cái hạnh phúc đó, là đó đó, là cái đạo đức và cái tốt thiện. Đó. Okay. And so that's what we can help with your children, and you know, giúp được em bé ở chỗ đó. We don't know what we're doing, but we are not bad people, and we know a little bit about virtues that you can share with your children. Mặc dù chúng tôi không biết gì nhiều về cái giáo dục con cái, phải nói thật quý vị như vậy, nhưng đều chúng tôi biết một tí về cái lương thiện và tối và biết về cái đạo đức. Okay. All right. Any questions? Comments? Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Have any parents made any comments about the children at all? Have they changed or improved or worsened or what?
gain some weight or what? Lost some weight because of eating, not eating meat on Saturdays? Có ai có cha mẹ có nói gì, Vinh có nói gì không? Okay. No? Okay. Any questions or comments? Có ai kiến thắc mắc gì không? I hope that I sincerely hope that our children program gets bigger and bigger, because I feel that if I personally had what my teacher taught me at an early age, I would never become a monk. Tại sự thật, nếu mà thiệt sự mà thầy mà được được cái sự hướng dẫn về cái thiền, về cái đạo đức á, mà lúc trẻ chắc chắn thầy không trở thành người xuất gia đâu. I'd be too happy to even consider becoming a monk. Đó chắc là sướng khỏe, hạnh phúc quá sao mà đi xuất gia được. Okay. Most of us, believe it or not, became monks and nuns because we feel we are becoming happier than before. Như tôi mấy người xuất gia là càng xuất gia cao đầu, tại vì càng ngày thấy hạnh phúc hơn lúc trước. And it turns out that and we remain monks we are longer because we discover that we are happier and happier through our training program. Thiệt ra chúng tôi tiếp tục làm người xuất gia là tại vì chúng tôi cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều. It turns out, you know, when people come to our temple, the first comers, they're kind of shocked because we train them about full lotus. Thực ra mấy người tới chùa chúng tôi ai cũng là hơi khổ sở, tại vì vào bắt ngồi kiết già ngay lập tức. It's a very hard thing to do. Okay, it's a test. Cái là cái thử thách đầu tiên. It turns out that if you're willing to learn the hard way, then you get a lot more out of your sits than otherwise. Tại vì cái vị khó, cái càng khó thì cái vị cái kết quả càng lớn hơn. Okay, the proof is in that all of us who understand about meditation, we all sit in full lotus. Những cái người bằng cớ là những cái người mà hiểu thiền rồi, có công phu thiền rồi, ai cũng ngồi kiết già hết. Okay. Because it's the best use of our time, our meditation time. You get a lot more out of it. Ai cũng hiểu rằng là ngồi thiền, ngồi kiết già là một những cái phương pháp đó nó có hiệu quả hơn nhiều, và nó tiến bộ lẹ hơn nhiều. You progress a lot quicker. You go a lot farther with the proper foundation. Thì càng cái vị có cái nền tảng đúng đó, thì đi xa và đi lẹ hơn. Same thing with your children. You know, the children, if you have instilled in the proper value system, như con nít cũng vậy. We're not talking about Buddhism here. We're not interested in converting your children into Buddhists at all. Chúng tôi dạy cái này không phải là gọi là để mà nhồi sọ khiến con cháu quý vị nó trở thành Phật tử. We teach everyone. I had the students who come with me for over 10 years, and they're not even Buddhist. They don't think much of Buddhism. They just like my lectures, that's all. Rồi có những người tới học với thầy tại không phải muốn trở thành Phật tử, chỉ thích nghe giảng kinh, học thiền vậy thôi, chứ còn không thích làm Phật tử. It doesn't matter for us. Whatever we can do, whatever we can share with you to help improve your life, that's good enough for us. Đối với chúng tôi cũng cởi mở lắm. Khi tới đây mà có được cái lợi ích thì bất cứ cách nào đó mà chúng tôi có chia sẻ được, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ. It's never about converting you into Buddhism, to Buddhists or Catholics at all. Chúng tôi không muốn chuyển vị trở thành Phật tử hoặc là Cơ Đốc giáo tí nào hết. All right. So there you go. Next, he start throwing knives. His boy is capable of throwing anything at you. Bồi dưỡng đạo đức. Cái trường trung học là bồi dưỡng đạo đức. Instilling. Thank you.
So instilling is you add virtues and you help them virtues become more virtuous. Okay, so and that's exactly what's lacking in our educational system. Cái hệ thống giáo dục mình nó thiếu chỗ đó đó. Okay, why is it lacking? Tại sao nó thiếu cái giáo dục? Trong cái giáo dục đó, because our teachers are not trained. Your teachers are not trained in virtues and in goodness at all. They train in math. They train in engineering. They train in economics. They train in statistics. But they're not trained about virtues and goodness. Quý vị thấy tại cái nền giáo dục mình đó, nó thiếu đó, tại vì những cái người thầy giáo mình đó, nó thiếu cái đó. Họ không có được dạy. Họ được dạy về cái toán học, được dạy về vật lý, nhưng họ không được dạy về cái giá, về cái đạo đức, về và về cái tốt thiện. Yes, ma'am. In America, they don't have class for virtue. In middle school and high school, they have. You have classes in virtues in Korea? Yeah. How come you're not so bad people? I have the same Cuba. Same thing? In where? Cuba. In Cuba. Yeah. My handyman is a Cuban. Okay. Really? You have classes in virtues? And what do you learn in virtues? Class in virtues. Please teach us. It's like civics and behavior. For example, there is a writer, that is the hero, national hero. Yeah. That people write a lot about, for example, how kings need to behave with others. How to, for example, you need to study every day, you need to very good built of be honest, Right. We have this in school. You have it in school? For 5 years. For 5 years? Oh, you poor people. No wonder you're not rich at all. You're learning all the wrong stuff. At the same time, we learn comedy, so it's not good. Yeah, there's always trade-offs. Có bên bên Cuba với bên Đại Hàn tới dạy về vẻ đó. What about you, Miss? What do you learn virtues in Korea that you still remember? Like, be honest. Same thing as the Cubans? About being learn the basics of Confucianism. How to treat the adults and old and weak people. Not cheat, all these stories and old stories that reflect those values. Yeah, that's very good. Yeah, the same thing. School, yeah, excellent. That's very good. That's what typically happens in an Asian system. Okay. Họ dạy về cái Khổng giáo, nho giáo. Okay, that's very good. Yes, they have another lady who also graduated from Korean high school. Yes. Yes. Yeah. But based on my daughter's experience, like in Catholic school, they have an ethics course. Ở đây có cái lớp về cái cũng có đó. From very early on, from elementary school. She went to Catholic schools. Very good. Yeah, okay. If it's super brilliant, yes. They also have the ethics schools. And the ethics is based on what? Based on religion, but also ask for the honesty and caring other people and respecting. Yeah, and very good. Each other. Yeah, very good. Yeah, they have it too. Okay. But that's, so you have to go to religious institutions before you learn about those things, which is a very, very good thing. So maybe we should send our children to Catholic schools or something, because it's much better balance, I feel. Okay, look at me, a Buddhist monk encouraging you to go to Catholicism. You're desperate, I guess. Thành ra thiệt ra mấy cái trường đại học, trường trung học ở đây mà về bên Cơ Đốc giáo họ cũng dạy về cái đó. It's very good. The only drawback, though, I feel in those schools there is that they try to convert you to become Catholics and or Protestants or something like that, which is
to me, is not the function of education. Education is never about converting you into a certain religious faith. Okay? Thầy, cái khuyết điểm của cái nền giáo dục bên người Cơ Đốc giáo đó là họ khuyến khích quý vị trở thành làm con chiên. Okay? Thầy không thích cái chuyện đó. Okay. I went to some Catholic schools for a very short while, for one or two semesters. Okay. And yes, that's why I know about this. Yes. In college and university, actually, they do have the ethics class for each professional. And usually, for example, in accounting, we will learn about the law, and then we learn about the case study, about fraud and stuff like that. Because you went to a Catholic institution, yes? Yeah. Catholic influence institution. I went to my for us, you want to make money, you have to go to MBA programs in the business world. And an MBA program is no such thing as ethics, okay, in my generation, okay? Yeah. No, nowadays, the professional career, they really emphasize on ethics. I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. It's based on the rules, the laws, like what you need to do not to break. But it's more than that. Ethics and virtues are a lot more than just the law. Okay? Bây giờ mấy cái chương trình đại học cũng đều có những cái về cái đạo đức, cái gì đó. What's ethics in Vietnamese? Đạo đức nghề nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp. Okay? But nhưng đều nó vẫn trong cái phạm vi của cái luật pháp. Okay? Morality and virtues transcends laws. So it's still falling short. I know you learn about goodness and ethics and so forth, and the right principles. It's a good foundation, okay. But the real, very most important part to me about morality and virtues is that it has to be. Much stronger than the material things. Yeah. Let me explain. Thì đối với thầy cái đạo đức á, cái nó quan trọng, nó phải vững hơn là cái vật chất. Okay. Because if whatever you learn as goodness, as respecting, as decency, and in what you learn can be tempered with by material things, then it's not really called virtues and morality at all. Tại vì nếu cái đạo đức mà dễ bị những cái ngoài vật á, nó lung lay, lung lạc, thì quý vị không thể nào gọi cái đó là đạo đức được. You agree or disagree? Okay, I'll give you an example. For in closing, I only have 2 minutes, so let me give you a very, 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 very quote that's happened. The Nagarjuna, one of the very famous Buddhist monks, very famous monks, because he's a great sage. Đây, cái ngài Long Thọ Bồ Tát là một cái vị tăng mà hiện ra trong cái khoải thế gian này rất rất là nổi tiếng, rất là giỏi. Okay. He was very revered and respected by the Indian kings. Hồi đó ngài Long Thọ Bồ Tát ở bên Ấn Độ đó có mấy ông vua rất là tôn trọng ngài, tôn sùng ngài. So he received a golden bowl from his patron kings. Thì ông được một cái như ông vua nào đó đó biếu cúng dường cho ông một cái tô, cái bình bát bằng vàng. Very priceless. Okay. And so you can see, imagine this monk here going to the mountain, going somewhere to meditate, and he lives in a hut somewhere, very poor. The only thing in possession that he has of value is his priceless bowl. Thì ông tới cái chỗ đó ông tu. Ông tu mà tu khổ hạnh, thành ra ông trong rừng rú ông tu mà nghèo khổ trong cái chòi như vậy, không có gì giá trị hết ngoài ra một cái tô bằng vàng mà người ông vua ông cúng dường cho vậy. So one day a thief heard of that, so he came to steal the bowl from this monk from Nagarjuna. Nhưng kia có một cái người ăn cắp đó nó tới ăn cắp cái tô vàng của cái ông Long Thọ Bồ Tát.
So Nagarjuna, of course, knew that, and he said, "You want a bowl? It's yours." Long Thập Bồ Tát nói, "Ông muốn lấy cái tô vàng tôi hả? Lấy đi." So the thief was so happy. Ah, now I can retire. Bây giờ mình có thể giải nghề, mình về hưu được rồi. So he ran away. Okay, very happy. Mừng hết lớn luôn. Nói, bây giờ mình chắc mình giải nghề, mình không cần đi, không cần nâng cấp nữa. Next day, he came right back. Ngày hôm sau, trở về lại ngay lập tức, gặp Long Thổ Bồ Tát. He said, he went back and saw Nagarjuna and said, "Here, take your bowl back." Nói nè, này, ông lấy lại cái tô vàng của ông đi. Nagarjuna, "What happened?" Ông Long Thổ Bồ Tát mới kinh ngạc, mới nói, "Ủa, chuyện gì xảy ra vậy?" The thief said, "I don't want this bowl. I thought about it. I don't want this bowl." Nói là ông cấp đó mới nói là tôi không muốn cái tô vàng này. So what do you want? Nagarjuna asked him. Thì ông Long Thổ Bồ Tát mới hỏi, vậy thì ông muốn cái gì? He said, "I want you to give me your treasure, whatever treasure you have, that enables you to let go so easily of this priceless bowl." Ông mới nói, cái ông người ứng cấp mới nói là, "Tôi muốn ông cho tôi cái kho tàng mà vô giá gì của ông có, nó đến độ ông cái kho tàng ông có mà có thể giúp ông xả được, cho vất được cái tô vàng cho tôi. That's what I want from you, not this golden bowl. Tôi không muốn cái tô vàng, tôi muốn cái kho tàng mà ông có mà giúp khiến ông có thể vất cái tô vàng cho tôi được." Okay? And that comes from virtues. If you have the virtues, what you have is priceless. Okay? That no material things in this world can buy, can influence. Thành cái đạo đức á, thực sự mà cái đạo nền tảng đạo đức mà chân chính á, là cái mà cái tiền bạc của cải vàng bạc nó không thể nào lung lạc được, nó không thể nào khiến cái vị dao động được. That's a real treasure you all have, we all have. Đó là cái kho tàng chân chính của chúng ta đó. You are all replete with that. You just don't know how to use it, that's all. Tất cả quý vị, tất cả chúng ta có cái kho tàng đó, quý vị cũng biết xài nó thôi. Alright? That's real morality. That's real virtue right there. Cái đó là cái kho tàng. So you teach morality, you teach ethics, it still falls short of that. Because you still cannot let go of the golden bowl. I know I can't. I would never return it. Okay? I would buy a big temple with that. Thầy biết như cá nhân thầy không thể nào trả cái tô vàng đó đâu. Thầy để cái tô vàng thầy bán, thầy mua cái chùa lớn hơn nữa. All right. Thank you, everyone. Let's go to lunch.